Tìm số có hai chữ số AB sao cho hoãn vì hai chữ số nhau thì số đó không thay đổi. Thì số AB như thế này bằng BA. Đấy. Thì số đó là những số nào? Thì các bạn sẽ thấy là gì? Dựa vào câu tạo số đấy là AB thì bằng 10A cộng B. Ok. Còn BA là bằng 10B cộng A. Rồi chuyển những cái số này sang bên này. Đây 10A trừ A là 9A cộng với B trừ 10B là cộng với trừ 9B bằng 0. Vậy ở đây ta rút gọn này. Ở đây những cái số này thì rõ ràng A khác 0 và B phải khác 0 nhé. Đây này, rút gọn là thể ra A trừ B bằng 0. Và ta sẽ có số đó là A bằng B. AB. A lấy trong cái tập là 1 cho đến 9. Vậy là những cái số thỏa mãn là những số này. 1, 1. 2, 2. 3, 3. Vân vân. Cho đến 9, 9. Đây có cả thể là 9 số. Các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.